Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng máy hàng tít của đến từ thương hiệu Hero ha. Hero Inverter. Thì với cái dòng máy này là mã là FT-402 ha. Dùng được cho 400 ampere, 400 ampere. Và máy thì rất là nhiều bộ điều khiển, thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng luôn ha. Cái con máy này thì dưới này là cái bộ phận để mình gắn súng ha, gắn dây tín hiệu gắn súng đây. Rồi thì trước tiên mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái phụ kiện, bộ phụ kiện đi kèm với máy ha, mình có để sẵn ra hết đây rồi. Thì đầu tiên như là một cái đồng hồ ha, đồng hồ, rồi đồng hồ rong ha, đi kèm với máy ha. Tiếp theo đó là một bộ găng tay hàng, rồi một dây dẫn khí, dây dẫn khí ha, dây dẫn khí vào, bộ dây dẫn khí vào thì cũng khá là dài đây ha, với 400 ampere thì con này cũng rất là khủng nha anh chị ha. Rồi tí mình sẽ nói thêm về phần máy. Rồi đây là một cái bộ gọi là phụ tùng hàng, đây là như có đầu nối dài nè, sứ nè ha, và những cái bét kẹp kim và kim hàng ha, 2L4 ha, 2L2 đó, đầy đủ tặng mọi thứ, người ta hãng tặng mọi thứ một cái ha, chúng ta sử dụng ha. Rồi đó, rất là nhiều phụ kiện kèm theo. Tiếp theo đó là một cái mặt nạ hàng ha, mặt nạ hàng, nón hàng đây, nón hàng hải kính luôn ha. Bên cạnh đó là một cái bộ dây kẹp mắt, kẹp mắt này thì kẹp mắt dài 3m ha anh chị ha. Đây, đây là kẹp 500 đây, nó rất to, nó hàng chính hãng của Đài Loan luôn ha. Rồi tiếp tục theo đó thì bộ súng hàng tích, bộ súng hàng tích của Hero thì nó sẽ khác với những cái bộ súng còn lại ha, bộ súng của những con máy khác thì Hero thì nó khác đặc biệt luôn ha. Như anh chị có thể thấy thì đây là cái bộ nối vào, như là dây tín hiệu này to hơn này, nó chất lượng hơn này ha. Rồi bên cạnh đó là dây khí vào đây. Bộ súng này là bộ súng nước luôn anh chị ha, bộ súng nước. Thì máy này có thể dùng giải nhiệt nước ha. Bên mình cũng có bán cái bộ giải nhiệt nước dùng cho máy hàng tích ha. Nên anh chị nếu mà tham khảo thêm về cái dòng đó thì những video lần sau mình sẽ giới thiệu thêm về cái dòng mà cái nước ha. Đó, thì đây là dây dẫn khí vào ha. Dẫn khí vào. Và đây là dẫn khí, hai đường dẫn khí vào đây ha. Rồi, dẫn nước đây. Nước thì đi trực tiếp vào đây luôn ha các anh chị ha. Thấy như kẹp và chất lượng ha, này là bằng đồng luôn ha. Đấy, rất là khác với những cái loại của loại súng hàng tích của những dòng máy khác ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới cái phần máy ha các anh chị ha. Dòng Hero mà 400 ampere, mã sản phẩm là FT 402, thì xuất xứ 100% tại Đài Loan ha. Rồi bên cạnh đó phía trên như các anh chị thấy thì đây là cái bộ phận điều khiển ha. Đầu tiên thì như anh chị thấy thì đây là cái đồng hồ hiển thị inverter đây đó. Rồi đồng hồ hiển thị bằng led ha. Rồi bên cạnh đó thì ba cái nút đèn báo tín hiệu bình thường nè, cảnh báo nè, đây quá tải quá nhiệt nè, báo này ha. Nếu mà xài sử dụng rất là lâu thì sẽ máy nóng thì sẽ báo ha, thì mình có thể nghỉ khoảng 5-10 phút hay 15 phút để cho máy nguội hẳn lên ha, rồi nó tắt cái đèn này mình sẽ sử dụng lại được. Rồi phía trên thì đây thì đây là nút điều chỉnh, đây là nút điều chỉnh chế độ hàng ha, off đây. Stick thì như anh chị đã biết thì stick là hàng que ha, spot là hàng tích đây, còn repack là hàng đi hàng lại á, hàng đi hàng lại gọi là 2T4T á anh chị ha. Rồi phía trên là hàng điểm ha, register là hàng điểm ha. Rồi bên này thì có cái nút công tắc để mình điều chỉnh gọi là cái khí check ga ha, đây điều chỉnh check ga đây. Rồi đây là cái bộ phận công tắc nguồn thôi ha, con này thì nó sử dụng nguồn điện 2 380 ha các anh chị ha, nên phía sau thì tí nữa mình sẽ quay luôn thì mình sẽ giới thiệu luôn về cái phần điều khiển luôn ha. Rồi đây là điều chỉnh khí vào, khí mới ha, khí mới đây, đây là nút điều chỉnh khí mới, là nút ban đầu đây ha. Rồi chỉnh khí mới thì mình chỉnh khí, lưu lượng khí vào tối đa để cho cái điều chỉnh cái khí
khí nó đạt cái mức mà mình sử dụng thì nó sẽ giúp cho cái mối hàng của chúng ta nó đẹp ha. Rồi, đây là điều chỉnh nguồn hàng đây thôi, điều chỉnh nguồn hàng. Dòng chính đây. Điều chỉnh dòng ở trên đây là chính ha. Thì cái nút này sẽ là cái nút start, điều chỉnh dòng đầu ha, start. Dòng đầu đây. Đây là cái điều chỉnh cái dòng hàng mà chúng ta đang sử dụng ha. Thì đây là cái điều chỉnh chính đây ha. Rồi bên này thì cái nút điều chỉnh dòng hàng từ 10 tới 400A nè, ha, cái này khoảng 10 400A ha. Thì nút này thì sử dụng để chỉnh creator. Creator là chúng ta hàng điểm ha. Hàng điểm thì mình chỉnh nút này. Rồi bên cạnh đó thì đây là cái nút điều chỉnh khí trễ ha, điều chỉnh khí trễ. Thì điều chỉnh khí trễ nó sẽ giúp cho cái mối hàng của chúng ta nó đẹp và nếu mà chúng ta hàng điểm thì mình điều chỉnh sao cho cái khí nó ra lúc đầu nó khỏi bị nóng ha. Hàng thì lúc sau thì nó bị nóng thì mình điều chỉnh cái khí này. Đó, nó giúp chúng ta cái mối hàng nó đẹp hơn. Rồi. Đây cái nắp đây mở ra được luôn ha các bạn ha. Nút đây. Ở dưới đây là nó sẽ có một cái bộ điều khiển nữa. Đó. Con máy này rất là rất là nhiều nút sạc cơ, inverter nhưng mà rất là nhiều nút điều chỉnh. Đó. Rất là nhiều đồ chơi ha các anh chị ha. Đó. Đây thì ở phía bộ phận phía này thì nó có thể như thế nào? Thì ở dưới này thì cái nút đầu tiên thì nó sẽ cho phép chúng ta mà sử dụng cái tốc độ ha, tăng dòng hàng mà khi ở chế độ creator hoặc là chế độ 2T4T. Đây thì có sơ đồ ha. Rồi, nút này sẽ điều chỉnh cái dòng hàng nha. Các bạn lưu ý nha. Cho phép điều chỉnh cái cường độ dòng hàng xung. Đó, điều chỉnh xung ha. Điều chỉnh xung. Rồi trên này thì điều chỉnh xung chính nè. Đấy. Dòng chính khi mà sử dụng hàng creator hoặc rebuck đây ha. À, đây creator đây, mình đang bật creator nè. Rebuck và hai nút này sẽ sử dụng được những cái nút như này ha. Điều chỉnh xung đầu đây. Rồi. Tiếp theo đó thì cái nút trên này. Nút trên này thì nó cho phép chúng ta sử dụng điều chỉnh cái cường độ xung ở mức trung bình và thấp. Đây thì bên đây thì nó sẽ có cái công tắc loud nè, thấp này, trung bình nè, high là mạnh nè, ha. Xuống là off nè ha. Đó, mình sẽ điều chỉnh. Nếu mà mình sử dụng cái xung thấp hoặc là trung bình thì mình có thể điều chỉnh nút này ha. Đó. Thì đi kèm với máy thì sẽ có quyển sách hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết cho mình bằng tiếng Việt luôn ha. Rồi, ở dưới đây thì nó có thể đường nước vào. Nước vào là giải nhiệt nước nha anh chị ha. Giải nhiệt nước dành cho máy. Thì máy này nó xài giải nhiệt nước nha. Tại vì sử dụng cái dòng ampe rất là lớn, 400A thì không phải là nhỏ đâu ha các anh chị ha. Rất là lớn, dùng hàng tích thường thôi nha, chứ không phải được hàng nhôm nha. Tại vì nó DC đây ha anh chị ha. DC tích là không có hàng nhôm được ha. Hàng tất cả vật liệu nhưng mà trừ nhôm. Rồi, đây là cái dòng điều chỉnh nước. Nếu mình xài nước thì nếu mình xài ampe nhỏ như là hàng que hoặc là hàng tích dòng 200 thì mình không cần giải nhiệt nước ha. Đó, không cần giải nhiệt nước đâu. Tại vì dòng nhỏ nên nó không có quá nóng. Còn mà sử dụng tới đạt tới 400 á thì mình phải điều chỉnh ha. Rồi cái nút tiếp theo, nút điều chỉnh thời gian xung. Thời gian có xung á. Đây thời gian có xung đây. Thời gian có xung thì nếu chúng ta hàng điểm á thì cái thời gian của chúng ta muốn hàng điểm tới thời gian bao nhiêu đây thì mình có điều chỉnh đây. Và bao nhiêu giây để ra xung ha. Ha, đây là cái nút điều chỉnh ở dưới này ha. Rồi đó, cái nút này cũng vậy ha. Tần số xung khi đang chỉnh cái này thì cái này là điều chỉnh thời gian xung cho chúng ta khi sử dụng hàng điểm. Rồi cái này là chỉnh thời gian xung nhưng mà cho cái thời gian cho cái xung thấp hoặc xung trung bình. Đó, nút này sẽ đi kèm ha. Đây nó sẽ thể hiện từ 0.4 đây, 0.5 đó ha. Chỉnh xung ở dưới này ha, rất là nhỏ. Và nút kế tiếp theo thì nút điều chỉnh thời gian hàng điểm đây. Ví dụ như là mình muốn hàng điểm bao nhiêu giây thì nếu mà bao nhiêu giây bóp thì nó sẽ đây 1 giây, 1.5 giây, 2 giây đây ha. Đó, rồi đây là chỉnh điều chỉnh hàng điểm đây. Rồi xong thì
toàn bộ phần điều khiển à, các bạn gì ha, nó cũng rất là dễ thôi nếu mà chúng ta đọc hướng dẫn sử dụng và biết thêm. Rồi phía dưới đây mình sẽ quay phía dưới cho anh chị xem. Phía dưới này thì đó là đây, cái này là đường khí nước vào ha, nước vào chảy những nước á. Rồi đây thì gắn kẹp mát thôi ha, gắn kẹp mát đó, này gắn kẹp mát thôi các anh chị ha. Đây nối dây cáp, đây nối dây cáp khi hàng tít, đây kẹp mát nó sẽ bên này đó, đây là súng hàng tít ha, đây là bộ phận gắn súng hàng tít, đây đây gắn kẹp mát, đây nó sẽ ghi trên này cho chúng ta. Rồi đây là nước này, có biểu tượng hết nha anh chị ha. Rồi dưới đây thì nó sẽ có một cái nút gọi là dây tín hiệu ha, để gắn dây tín hiệu, đây tín hiệu sẽ gắn vào đây ha các anh chị ha. Đó, có răng sẵn hết rồi ha. Rồi đó, dây tín hiệu. Rồi cái nút đây thì là cái đầu nối điều khiển, đây là cái nút điều khiển đây ha. Đó, đây là cái nút gắn điều khiển đây mới đúng này ha. Đó rồi, đó hai nút đấy, máy của chúng ta rất là đẹp ha. Đây là khí nè, đây là gắn dây khí ha các anh chị ha. À, gắn dây khí đây đó, cho anh chị xem toàn bộ đây, kết cấu thì rất là xịn luôn ha. Đó có hệ ren ngồi đây, bên trong ren ngồi đây đó. Máy thì sử dụng 400 ampe, có cái nắp đậy đây ha, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay để cho các anh chị xem toàn bộ của máy ha, à, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay ra đằng sau phần máy cho các anh chị xem ha. Rồi bên hông đi, bên hông phần máy thì nó sẽ có cái bộ phận tản nhiệt đây, như mấy cái lỗ đây 4 lỗ ha, hai bên là 8 lỗ, thương hiệu Hero ha. Đấy. Vỏ này thì được thiết kế bằng sắt nhưng mà sơn cái lớp tĩnh điện, sơn lớp cách điện rất là an toàn. Và trên này nó sẽ có cái móc kéo ha, móc treo ha để sử dụng. Rồi bên ngoài đây, ngoài này các anh chị ha. Rồi, rồi phía sau phần máy đây ha, phía sau phần máy thì nó sẽ có cái tụ nguồn đây, tụ nguồn 380 có thể ghi ở trên này luôn ha, 380 đây ha các anh chị ha. Đó, 380 ba pha đây ha. Rồi phía dưới dây nguồn thì thôi, đây là cổng dây mát hai màu ha. Đây ga, đây ga vào đây ha, đây là chỗ ga vào, đây là water in, là water in là nước vào đây ha, nước vào. Phía sau là nó sẽ có một cái gọi là tem in thông số kỹ thuật nữa cho kênh mình ở trên máy luôn ha. Đây nó thể hiện chu kỳ làm việc nè, nếu mà con này nó sử dụng 400 ampe thì chu kỳ làm việc nó đạt tới 80% thôi các bạn ha. Wow, rất là khủng, không mà giỡn đâu. Rồi tiếp theo là 350 ampe, là 100% luôn, nó sử dụng cả ngày luôn các anh chị ha. Rồi series máy đây, những cái thông số mình cần biết đây ha. Rồi phía sau thì mình có quạt tản nhiệt luôn ha, quạt tản nhiệt thì nó nằm ở trong máy luôn rồi, nằm trong máy rồi nên nó rất là nhiều lỗ ở xung quanh máy ha, nên các chị cứ yên tâm. Quạt tản nhiệt thì nó to như vậy ha, rất là to ở trong này, rất là to luôn. Rồi hàng này là chuyên công nghiệp đây. Rồi thì mình cũng vừa review sơ cho các anh chị và các bạn một cái mẫu hàng tích ha, 400 ampe của thương hiệu Hero đến từ Đài Loan. Thì nếu các bạn anh chị có muốn quan tâm hay muốn biết thêm về cái dòng sản phẩm này ha, thì hãy liên hệ tới số điện thoại hoặc truy cập đường link website dưới phần video. Nếu bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe để có động lực review và hướng dẫn sử dụng các bạn những cái máy hàng tiết khác ha. Thank you và chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.